Xin chào các bạn đến với chương trình Cà phê cùng sao của báo điện tử VOV. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với Kiên Trần, một nam diễn viên trẻ xuất hiện trên các bộ phim giờ vàng của VTV gần đây như Những nẻo đường gần xa, Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng. Với diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài điển trai, Kiên Trần là nhân tố mới đầy triển vọng. Xin chào Kiên Trần. Chào bạn. Rất là vui khi mà Kiên có được cơ hội được ngồi ở đây và giao lưu cùng khán giả. Thì cũng rất là mong rằng là sau buổi trò chuyện giao lưu này, khán giả sẽ hiểu hơn về vai Bảo và cũng phần nào hiểu hơn về Kiên trong quá trình diễn xuất và làm việc ở VFC. Nam diễn viên Kiên Trần là làn gió mới trên sóng truyền hình trong thời gian gần đây. Anh ghi dấu ấn với vai Bảo, cậu con trai được bố mẹ cưng chiều trong Những nẻo đường gần xa, vai Hiếu, chàng lính hải quân đầy nhiệt huyết trong Cuộc chiến không giới tuyến và Thái trong Gặp em ngày nắng. Dù mới tham gia diễn xuất, nhưng chính nét diễn chân thật, khuôn mặt lém lỉnh, nam tính của Kiên Trần đã chinh phục khán giả. Ngoài đời, nam diễn viên cũng là một bạn trẻ năng động, cá tính với vẻ ngoài vô cùng phong trần, ấn tượng. Kiên Trần được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới đầy triển vọng cho các bộ phim truyền hình. Bộ phim Những nẻo đường gần xa đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó có nhân vật Bảo. Vậy thì bạn đang đón nhận những phản hồi của phía khán giả như thế nào? Thực ra thì với cá nhân Kiên thì những phản hồi của khán giả đến thời điểm bây giờ nó chưa quá là nhiều. Bởi vì là câu chuyện chính thì cũng chưa đi vào câu chuyện chính, mới được vào khoảng tầm 1 đến 2 tập. Thế nên là cái phản ứng của khán giả cũng chưa nhiều. Nhưng mà với cá nhân Kiên thì Kiên đang thích ứng dần với cái chiều hướng của khán giả. Bởi vì phim này là một phim đầu tiên mà Kiên lên vai chính. Thế nên là cái lượng quan tâm cũng khá nhiều. Thì những cái cách quan tâm nó cũng khác như phim trước. Thế nên là mình cũng đang làm quen dần với cái sự quan tâm của khán giả. Cho dù là khen hay chê thì với cá nhân Kiên luôn đón nhận. Bởi đấy là ý kiến của khán giả. Thì mình nên đón nhận một cách gọi là hoan hỉ nhất, vui vẻ nhất. Vai Bảo trong Những nẻo đường gần xa là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của bạn. Vậy thì bạn có gặp khó khăn hay áp lực gì không? Thực ra thì về cá nhân Kiên thì ngày đầu tiên nhận vai thì cũng rất là áp lực. Nhưng mà tất cả áp lực đấy nó tan biến kể từ khi Kiên gọi cho anh Việt Anh. Bởi vì hai anh em ở ngoài đời cũng khá là thân. Thì lúc mà nhận kịch bản xong ấy thì cũng có trôi qua 3-4 ngày mình đọc kịch bản. Thì mình không hiểu được mạch tâm lý nhân vật là như thế nào cả. Và khi đó thì cũng khá là hoang mang. Mà đây là một vai chính dài hơi. Thì khi mà có nhấc máy lên gọi cho anh Việt Anh, Kim mới bảo là anh bây giờ em không thể nào mà em nắm được tâm lý nhân vật, theo anh làm nào bây giờ. Thế là anh Việt Anh nhắn cho Kim một cái sớ dài hoang, rất nhiều mục. Nào là yêu cầu là phải đọc kịch bản ra sao, nghiên cứu mạch tâm lý nhân vật như thế nào, tìm xuất thân nhân vật, điểm yếu, điểm mạnh, rồi là có những tật hay không, rồi là đến cuối cái sớ đó thì anh có nốt một cái dòng tin nhắn, đó là mày phải vẽ cho anh một cái sơ đồ, nghĩa là vẽ một cái sơ đồ phim ấy, vẽ toàn bộ sơ đồ phim theo ý hiểu của cá nhân về mạch tâm lý của từng nhân vật một, điểm va của các nhân vật ở đâu và điểm va của các nhân vật với cá nhân Kiên ở đâu. Thì sau khi vẽ sơ đồ đó xong thì Kiên thấy rằng là mình cũng đã tạm ổn. Thì với cái câu hỏi rằng là một vai chính dài hơi đầu tiên thì có áp lực hay là khó khăn gì, thì đấy là những khó khăn của cá nhân Kiên. Còn bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái ưu thế, đó là mình là một gương mặt mới thì mình sẽ đem đến những cái làn gió mới, đem đến những cách diễn mới, những cách xử lý câu thoại mới và tông nhịp thoại mới. Thì với cá nhân Kiên thì cũng như vai Bảo thôi, vai Bảo luôn luôn có một câu slogan rất là hay, đó là trong thử thách thì có cơ hội và trong cơ hội thì lại có thử thách. Nhân vật Bảo ở trong phim thì là một người vô tư, lạc quan này, ăn chơi lêu lỏng, thiếu sự trưởng thành nhưng lại có khát khao làm giàu ở trên thành phố. Vậy thì ở ngoài đời bạn là người như thế nào và bạn có điểm gì khác biệt giống so với nhân vật này? Thực ra thì câu hỏi này Kiên cũng gặp được khá nhiều từ hôm mà mình hết vai đến bây giờ, cũng tham gia trả lời phỏng vấn của khá nhiều bên. Thì đây cũng là câu hỏi mà bên nào cũng hỏi. Nhưng thực ra thì với vai Bảo ở trong Những nẻo đường gần xa và Kiên ở ngoài đời thì gần như là khác nhau hoàn toàn. Nếu mà để nói là khác nhau hoàn toàn thì không hẳn. Nhưng mà có một điểm duy nhất là cá nhân Kiên khi làm vai xong thì Kiên thấy giống. Đó là quá khứ của Kiên lúc mà còn trẻ, lúc mà đang bắt đầu chập chững chọn nghề, chập chững tìm con đường đi cho mình ấy. Thì Kiên cũng là một người rất là muốn bứt phá ra, muốn chứng minh cho bố mẹ mình thấy rằng là mình có khả năng, mình có năng lực và mình có thể theo đuổi được con đường mà mình đang ước mơ và mình có thể phát triển với nó một cách lâu bền. Thì với nhân vật Bảo này cũng vậy, nhân vật Bảo cũng mang trong mình một cái khát khao chứng minh bản thân, mang trong mình một cái
nhựa sống, muốn làm mọi thứ để khẳng định cái tên tuổi, khẳng định cái khả năng của mình, cái thực lực của mình. Thì Kiên nghĩ rằng là đây là hai điểm mà Bảo và Kiên giống nhau. Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong lúc quay phim Những Nẻo Đường Gần Xa và đâu là phân cảnh mà bạn nhớ đến tận bây giờ? Thực ra thì với cá nhân Kiên thì khi là một người luôn luôn có tư duy rằng là không cảnh nào cảnh là cảnh quan trọng cả, bởi vì tất cả các cảnh đều quan trọng như nhau. Từ cuối tháng 12 đến thời điểm hiện tại là rơi vào tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng cả ekip tầm 4 đến 50 người làm việc với nhau thì chắc chắn là kỷ niệm rất nhiều. Gần như là từ Tết đến giờ Kiên chưa gặp bố mẹ. Chưa gặp bố mẹ một lần nào cả. Và gặp anh em bạn bè đồng nghiệp nhiều hơn cả gặp bố mẹ. Thế nên là nhiều khi Kiên thấy rằng là kỷ niệm nó có nhiều lắm. Và phân cảnh đáng nhớ thì cũng có rất nhiều. Bởi vì với cá nhân Kiên thôi thì cảnh nào cũng là cảnh quan trọng, chứ không phải là cảnh key hay là cảnh không key. Vì tất cả những điều đó nó đem lại cho Kiên quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều những cái đáng nhớ rồi. Nhưng mà cái mà Kiên đáng nhớ nhất đó là Kiên thấy được cái sự lao động, cống hiến của từng ekip một, từng thành phần đoàn một. Những người hùng mà đúng nghĩa gọi là những người hùng đứng sau ống kính đấy. Thì để mà có được những thước phim như Kiên ngày hôm nay thì Kiên nghĩ rằng là phần lớn công sức không phải chỉ nằm ở Kiên. Nó nằm ở rất nhiều những thành phần đoàn khác. Anh chị em từ tổ đạo diễn, tổ sản xuất, tổ quay phim, tổ ánh sáng và rất 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 nhiều những tổ khác. Thì về cá nhân Kiên nghĩ rằng là đấy là cái kỷ niệm với Kiên đáng nhớ nhất. Đó là mình được nhìn mọi người cống hiến, mình được nhìn mọi người lao động một cách hăng say và mọi người cũng không biết mệt. Kiên thì Kiên có những lúc mà Kiên cũng khá mệt và Kiên cũng có bị sập sức khỏe, nhưng mà mọi người vẫn lao động, mọi người vẫn hoạt động từng đấy ngày, từng ngày tháng mà mọi người vẫn chưa hề bị giảm đi cái độ yêu nghề. Thì Kiên nghĩ rằng là đấy là một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của Kiên khi mà được chứng kiến cái điều đó. Nếu mà xét trên thang điểm 10, bạn sẽ tự chấm cho phân nhân vật Bảo của mình bao nhiêu điểm và bạn có hài lòng với cái vai diễn này của mình hay không? Thực ra thì để mà nói là hài lòng hay không thì đây có lẽ là một căn bệnh kinh điển của những người diễn viên. Diễn viên bao giờ cũng vậy, bao giờ xong vai rồi xem lại sản phẩm của mình, lúc đấy chắc chắn sẽ thấy nuối tiếc rất nhiều, sẽ muốn làm lại rất nhiều thứ, sẽ có rất nhiều phân cảnh mà mình muốn là biết thế mình trong lúc đấy mình làm như thế này phải hay không. Nhưng mà đấy thì vẫn luôn luôn là căn bệnh kinh điển của một người diễn viên thôi. Thì với cá nhân kia thì nghĩ rằng là với vai Bảo này thì nghĩ chắc mình khoảng tầm 6 đến 7 điểm. Và nếu mà để làm lại thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều phân cảnh mình muốn làm lại rồi. Những phân cảnh của nhân vật Bảo thì đã hoàn thành rồi. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Thực ra thì cảm xúc lúc này của Kiên thì nó cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi. Bởi vì là ngay sau cái hôm đóng máy thì Kiên cũng có up một cái status ở trên Facebook. Thì cũng có rất nhiều anh chị báo chí cũng có đăng tin lại cái bài đăng của Kiên. Thực ra thì đây là một phim đầu tiên mà Kiên chạy dài hơi đến vậy. 6 tháng gắn liền với đoàn luôn, ăn ngủ cùng đoàn, làm việc cùng đoàn. Thì phải nói thực sự là ngay sau cái lúc mà hết vai thì Kiên rất là trống rỗng, cực kỳ trống rỗng. Và cho đến bây giờ thì nó cũng nguôi ngoai đi phần nào. Thì đấy là cảm xúc của mình sau khi mà mình hết vai. Thực ra thì ngay sau cái lúc mà hết vai về, đi xe về nhà, lái xe về nhà mà cảm giác nó buồn. Nó buồn, kiểu buồn thiêu đi luôn ấy. Tức là đang vui vẻ gặp mọi người ở trên đoàn, đang vui, đi làm ngày nào cũng được gặp anh em bạn bè, thì tự dưng lại nghỉ ở nhà. Tất nhiên là Kiên biết rằng là sau phim này rồi sẽ lại có phim khác thôi, rồi sẽ là gặp ekip mới, rồi sẽ gặp những con người mới và những câu chuyện mới. Nhưng với cá nhân Kiên thì đây là một cái ekip mà Kiên nghĩ là rất khó để có thể gặp lại được. Vậy thì so với vai Hiếu trong Cuộc Chiến Không Giới Tuyến này và Bảo trong Những Nẻo Đường Gần Xa thì bạn thích nhân vật nào hơn? Thực ra thì ở mỗi nhân vật có một cái hay, mỗi nhân vật sẽ có một cái đáng yêu riêng, mỗi nhân vật sẽ có một cái thông điệp truyền tải riêng. Với vai Hiếu ở Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, tuy rằng là một vai với cá nhân Kiên thấy rằng là được khán giả để ý khá nhiều, quan tâm khá nhiều, nhưng chỉ tiếc một điều là vai Hiếu đó không được viết dài hơn, không được có thời lượng nhiều hơn. Chứ nếu mà vai Hiếu có thời lượng nhiều hơn thì Kiên nghĩ chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là một màu sắc mà không thua kém gì vai Bảo cả. Thế là Kiên trân trọng từng vai diễn của mình, trân trọng từng khoảnh khắc đã trải qua. Thế là đối với Kiên thì vai Bảo và vai Hiếu thì vai nào cũng có cái hay riêng. Vậy thì trong tương lai bạn có tự định hướng mình đi theo một kiểu nhân vật cố định nào hay không? Thực ra thì đây là một cái điều mà rất là nhiều diễn viên rất băn khoăn. Với cá nhân Kiên thì Kiên cũng nghĩ rằng là mình cũng phải suy nghĩ về điều này khá là kỹ càng. Thực ra thì một người diễn viên mà tìm ra được một cái lượng vai, một vài vai hoặc là một lượng vai nhất định, gọi là vai cốt của cá nhân mình, thì điều đó là một điều rất là tốt.
Bởi vì là khi một đạo diễn bắt đầu vào phim ấy, thì họ cần đến một dạng vai nào đó, mà cái người đầu tiên họ nghĩ đến lại là mình. Tức là mình đang có những cái vai dạng vai cốt rồi. Nhưng mà về cá nhân Kiên thì Kiên nghĩ rằng là lớp trẻ bây giờ đã thay đổi khá nhiều. Mọi người cần phải đa di năng nhiều hơn, mọi người cần phải hoạt bát hơn. Và vai diễn nào cũng sẽ phải có một ấn tượng riêng. Thế là Kiên thì Kiên rất muốn có đa dạng vai nhất có thể, chứ không phải là một vài dạng vai gọi là cốt của bản thân. Như vậy có một cái lợi thế đó là mình có thế mạnh là phim nào có dạng vai đấy là đạo diễn sẽ nghĩ đến mình. Nhưng với những dạng vai khác hơn nữa thì Kiên rất muốn vươn xa hơn. Có hai lần liên tiếp được hợp tác với nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Lần đầu tiên là ở trong Cuộc chiến không giới tuyến và lần này là Những nẻo đường gần xa. Vậy bạn có cảm nhận như thế nào về người đàn anh giàu kinh nghiệm này? Thực ra thì Kiên có lẽ là Kiên nghĩ là đây là một may mắn. May mắn đối với cá nhân Kiên, bởi vì rằng là anh Việt Anh anh ý từ cách làm việc, từ cách cư xử, đối nhân xử thế với các em, các anh chị em trong đoàn, cô chú chú bác, anh là một người thực sự là đúng nghĩa là một người anh. Và có một cái sự kiện như này Kiên rất muốn kể ở đây để gần như là gọi là biết ơn anh. Đây là phim đầu tiên gần như là trong lịch sử của VFC chưa có phim nào mà có tận 3 bài hát được viết riêng cho phim và của những người rất là cụm cán trong nghề, và cũng do chính anh Bằng Kiều hát và violon thì lại do anh Tú Xỉn kéo. Thế là tất cả những điều đó đều là do anh Việt Anh liên hệ, và anh Việt Anh hoàn toàn xác nhận là tài trợ cho các em để các em có thể có những cái lợi thế hơn so với những phim đang chiếu cùng giờ. Thì Kiên nghĩ rằng là đây là một cái hành động mà không phải người anh nào hay là người chị nào họ cũng sẵn sàng làm cho các em. Thì Kiên nghĩ rằng là có lẽ Kiên chỉ cần kể như vậy là một người đã đủ hiểu rằng là anh đã đối xử tốt như nào với các em, hoặc là anh là một người thực sự rất là khéo léo với đồng nghiệp. Đấy là cá nhân Kiên thấy được và quan sát được trong quá trình làm việc. Vậy nghệ sĩ ưu tú Việt Anh giúp đỡ bạn trong diễn xuất như thế nào? Như Kiên có vừa kể ở lúc đầu ấy, thì từ đầu phim, từ đầu thời điểm mà Kiên bắt đầu hợp tác với VFC đến thời điểm bây giờ, thì anh luôn kèm cặp rất sát. Có những phân cảnh bước ra khỏi set cái là anh bảo: "Ê, sao dạo này, sao cảnh này mày không diễn như này, cảnh kia mày không diễn như kia, ba la, rất nhiều thứ." Thì gần như là cái sự quan tâm của anh rất là sát sao, luôn luôn là kèm sát cậu em như là một người anh trai ruột vậy. Thì đấy, như Kiên vẫn bảo là đây là một điều may mắn, có lẽ là rất 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 may mắn mình có cơ hội được đóng chung, mình có cơ hội được làm việc chung. Không những thế, mình còn được một thần tượng mà mình đã ngồi xem hàng ngày hồi bé, họ lại chỉ giáo cho mình và họ lại đóng chung với cả mình. Thì Kiên nghĩ rằng là đây là một may mắn rất lớn với Kiên. Trở lại với Cuộc chiến không giới tuyến thì bạn vào vai một thanh niên là phá phách, ngỗ ngược và sau đó là nhập ngũ. Vậy thì bạn có gặp khó khăn gì hay không? Thực ra thì phim ấy nó là phim đầu tiên nên là Kiên gặp nhiều khó khăn hơn phim này. Bởi vì phim này ít nhất là mình cũng có giờ bay rồi, mình cũng có kinh nghiệm rồi, thì mình cũng làm mọi công đoạn nó sẽ mượt mà hơn và trơn tru hơn. Còn với vai Trần Đình Hiếu trong Cuộc chiến không giới tuyến thì nó là cả một chặng đường dài. Bởi vì đấy là phim đầu tiên mà Kiên làm việc với VFC, vai đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Kiên đúng nghĩa gọi là chạm ngõ lên khán giả. Thì Kiên gặp rất nhiều những cái trắc trở, kể cả từ về cách thoại, cách diễn, mọi thứ các chú các bác đạo diễn rồi là DOP mọi người chỉnh cho rất nhiều. Và Kiên nghĩ rằng là đây là Kiên đang đi học chứ không phải là đi làm nữa, mình đang được mọi người dạy cho kiến thức rồi cho thực hành luôn. Kiên nghĩ đây là một quá trình đi học, và đi học chắc chắn sẽ có những bài kiểm tra rồi, và những bài kiểm tra này sẽ có điểm cao và điểm thấp. Nhưng mà thôi, mình giấu nhẹ đi cái điểm thấp ấy đi. Vậy thì đến với nhân vật Thái trong Gặp em ngày nắng thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về nhân vật này? Thực ra thì với nhân vật Thái thì ngay từ ngày đầu mà Kiên nhận vai, Kiên đọc kịch bản xong thì Kiên thực ra thì cũng hơi buồn một chút. Vì sau khi mình đọc kịch bản xong thì mình có một suy nghĩ luôn, đó là vai này rất khó để làm hay được. Bởi vì nó được sinh ra để làm, để búp mút và búp mọi thứ cho cặp chính. Thế là với cá nhân Kiên thì ở vai đấy thì tất nhiên là kỷ niệm cũng có, mọi thứ cũng rất là nhiều, nhưng mà điểm thành quả để ra ấy thì vai đấy được sinh ra là một vai để búp mút và búp hình ảnh cho vai chính. Thế là trắc trở cũng có, khó khăn cũng có, nhưng mà mình làm mọi thứ trong vừa sức mình. Bởi vì là mình sẽ không bung quá ra. Khi một dạng vai nó không có nhiều đất diễn thì mình sẽ thu hẹp lại, thu hẹp cái kỹ năng mình lại. Và chờ đến một vai mà nó thực sự là đáng nhớ thì mình sẽ bung hết toàn bộ ra. Bạn từng làm việc với Việt Hoàng này trong Cuộc chiến không giới tuyến, và sang đến lần này là Những nẻo đường gần xa. Vậy thì hai lần hợp tác này với Việt Hoàng có gì khác nhau, và bạn nhận xét về diễn viên này như thế nào? Thực ra thì không chỉ trong phim
mà cả ngoài đời. Thì hai anh em cũng chơi rất là thân với nhau, gần như là có chuyện gì cũng nói, cũng tâm sự với nhau. Thì trong quá trình làm phim ấy, thì Hoàng là một người luôn luôn quan tâm Kiên. Bởi vì là Hoàng là một người có đào tạo bài bản trong trường lớp đầy đủ. Còn như cá nhân Kiên là Kiên tay ngang. Kiên học tâm lý học xong là Kiên chuyển sang làm diễn viên. Thì rất có rất là nhiều những cái thiếu sót và có những rất là nhiều những cái mà mình chưa đúng kỹ năng hoặc mình chưa có kỹ năng. Thì Hoàng luôn luôn sẵn sàng, Hoàng chia sẻ, Hoàng chỉ cho Kiên những cái tip trong nghề hoặc những cái kỹ năng trong nghề. Mặc dù điều đó là điều mà không phải diễn viên nào cũng đủ can đảm để làm. Bởi vì đấy gần như là mình đem máu của mình cho người khác rồi. Thì nhưng mà Hoàng vẫn rất là sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ với cả Kiên. Thì Kiên, đấy là cái kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên đối với Kiên. Thì từ đó là hai anh em cứ chơi thân với nhau, cứ làm việc quện với nhau và nhận kịch bản về là hai anh em đã ngồi với nhau bàn từng chi tiết một, từng ngóc ngách trong kịch bản một. Thì đấy cũng là một may mắn đối với Kiên, cả trong công việc và cả ngoài đời, hai anh em luôn luôn sẵn sàng cầu thị với nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau tất cả những cái gì mà mình có thể chia sẻ. Đấy là một cái, đúng là cái duyên mà để có một người bạn trong nghề như vậy. Bên cạnh những lời khen về diễn xuất tự nhiên này thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện những bình luận như là những cái diễn xuất của bạn khá giống với anh Mạnh Quân trong 5S Online, những cái nét hài hước. Vậy thì bạn nghĩ sao về bình luận này? Thực ra thì khi mà đọc những cái bình luận như vậy thì Kiên có hai chiều hướng suy nghĩ. Chiều hướng suy nghĩ thứ nhất là mình rất là vui khi mà một người anh của mình đã vang bóng ở trên màn ảnh rất lâu rồi nhưng mà vẫn còn được khán giả nhớ đến mức như vậy. Tức là chỉ nhìn thoáng qua một người có nét giống là họ đã nhận ra ngay là giống anh Mạnh Quân rồi. Thì mà không những là một comment mà rất nhiều comment. Thì cá nhân Kiên thì Kiên thấy là rất là vui bởi vì một người anh trong nghề của mình được khán giả nhớ đến lâu như vậy, đã ghim sâu vào trong lòng khán giả như vậy. Và một cái suy nghĩ thứ hai đó là thưa Kiên thấy vui. Vui bởi vì là mình có phần nào giống một người anh mà cũng từng là một người mà mình đã xem rất nhiều hồi nhỏ. Thì Kiên nghĩ là khi mà khán giả nhận xét như vậy Kiên thấy rất là vui. Bởi vì là hai anh em ở trên cơ quan ấy, thì mỗi lần gặp nhau đều rất là tay bắt mặt mừng, rất là vui vẻ với nhau. Bởi vì hai anh em cũng có quen nhau khá lâu rồi. Đấy, vì cá nhân Kiên thì Kiên khi mà đọc những comment như vậy thì mình thấy vui thôi. Mình thấy mừng thầm trong lòng bởi vì nhiều khi là cái niềm vui nó cũng chẳng đến từ đâu cả. Chỉ đơn giản là ở trong giây phút, chỉ đơn giản là trong cái giây phút đó ấy, nó xuất hiện lên trong lòng mình thôi. Ở trong những nẻo đường gần xa thì Bảo được mệnh danh là Thánh Yêu khi mà thường xuyên tư vấn tình cảm cho Dũng với cả Hùng. Vậy thì ngoài đời chuyện tình cảm của bạn như thế nào? Thực ra thì ngoài đời thì chuyện tình cảm của Kiên thì nó cũng hơi Kiên đang chưa tìm ra được cái từ gì để miêu tả đúng hơn và đúng nhất cho cái hoàn cảnh đấy. Thực ra thì ngoài đời Kiên cũng hơi điều hưu bởi vì Kiên là một người thích làm việc, thích cống hiến và đôi lúc mà Kiên hơi tiêu cực trong chuyện tình yêu. Thế nên là Kiên chọn việc là thôi mình cứ làm việc đã, mình cống hiến đã. Đến khi nào mọi thứ nó đầy đủ hơn rồi, mọi thứ nó bình yên hơn rồi thì lúc ấy mình thì với tình yêu cũng chưa muộn. Thế mẫu bạn gái mà Kiên muốn theo đuổi là gì và bạn có định yêu một người cùng làm nghệ thuật không? Thực ra thì cũng khá nhiều bạn bè hỏi Kiên về cái câu hỏi là mẫu bạn gái mà Kiên theo đuổi, Kiên muốn có. Thì thực ra để mà có được một cái mẫu lý tưởng ấy nó rất là khó. Bởi vì là chúng ta không phải là trong truyện tranh hay là trong truyện cổ tích hay là trong truyện tiểu thuyết hay là trong tiểu thuyết để chúng ta tìm ra được một cái mẫu hoàn chỉnh mà chúng ta gặp được một người có tất cả những yếu tố như vậy. Đôi khi tình cảm, đôi khi tình yêu nó chỉ đến với nhau bằng một ánh mắt, đến với nhau bằng một cái chạm vào người thôi. Thì tự dưng mọi thứ nó rung động, mọi thứ nó tình cảm nó ập đến và chúng ta yêu nhau. Chứ tình cảm và chuyện tình yêu nó không đong đếm được, nó không vạch ra những cái gạch đầu dòng được. Thế là với cá nhân Kiên thì Kiên không có gu, Kiên không có bất kỳ một tiêu chuẩn gì cả. Chỉ đơn giản là người đó họ khiến mình có cảm xúc. Đó thì còn giới hạn cảm xúc của mình đến đâu thì người ta sẽ, cái người phù hợp người ta sẽ mở được cái giới hạn đó ra. Thì về cá nhân Kiên nghĩ rằng là trong chuyện tình yêu thì Kiên không có bất kỳ một tiêu chuẩn nào cả. Bởi vì chúng ta không nên quá cầu kỳ và quá khắt khe trong cái việc tiêu chuẩn như vậy. Bởi vì càng có nhiều tiêu chuẩn thì cái lượng người và cái người mà đến với mình nó càng khó. Thì vô hình dung mình đang tự làm khó khăn trong cuộc sống của mình. Thì Kiên không nghĩ như thế. Còn với việc mà yêu một bạn cùng nghề thì Kiên cũng chưa có duyên yêu một bạn cùng nghề bao giờ cả. Nhưng mà nếu có một bạn cùng nghề mà có thể là tạo cho cảm xúc cho mình thì Kiên rất là sẵn sàng. Và điều đó rất là bình thường, không có gì là quá đáng lo ngại cả.
Bên cạnh chuyện tình cảm thì khán giả cũng rất tò mò về cuộc sống đời thường của bạn. Bên cạnh việc đi làm thì khi có thời gian rảnh bạn sẽ thường làm gì? Kiên thì Kiên hơi tự kỷ một chút. Đúng nghĩa là hơi tự kỷ một chút. Bình thường ra nếu mà không đi làm ấy, thì Kiên rất hay đi cà phê. Và rất hay đi cà phê một mình. Luôn luôn là Kiên có một cái loa Bluetooth nhỏ xách đến quán cà phê. Và Kiên có những quán nó rất là quen. Như là nó như kiểu một cái khu vườn ấy, rất là rộng. Và mỗi người ngồi một góc thì Kiên cứ xách cái loa đến. Có hôm thì ngồi lôi sách ra đọc, có hôm thì ngồi lướt Facebook hoặc là mình làm việc ở tại quán ấy luôn. Thì Kiên thì đấy là thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày của Kiên. Nếu mà không đi làm, ngày nào cũng ra cà phê ngồi tầm 5-6 tiếng một ngày, cũng ngồi hoàn thành hết công việc xong rồi về nhà. Vì Kiên cảm giác là ở nhà mình không tập trung được vào công việc, mình cần phải ra ngoài, mình cần phải thoáng đãng hơn thì Kiên mới có thể làm việc được. Thế là đấy là thói quen hàng ngày của Kiên, cứ ngày nào dậy cái là ăn sáng xong là xách loa đi cà phê ngồi làm việc, hoặc là chill chill thôi cũng được, nghĩa là mình được ngồi ở đâu đó một mình để mình suy nghĩ lại mọi thứ, mình tổng quát lại mọi thứ xem mình còn cái gì cần điều chỉnh hay không. Như đã chia sẻ lúc nãy thì Kiên là một diễn viên mới vào nghề, và trong khi thì con đường nghệ thuật phía trước còn rất là dài, bạn có cảm thấy lo lắng không, và bạn đã chuẩn bị những hành trang gì cho con đường sắp tới? Thực ra thì lo lắng thì chắc chắn là sẽ lo lắng rồi, với bất kỳ một diễn viên nào cũng sẽ lo lắng về cái chặng đường của mình, cái tương lai của mình, cái hướng đi của mình. Nhưng mà về cá nhân Kiên thì Kiên nghĩ rằng là Kiên đã clear đủ vấn đề. Còn Kiên đã chuẩn bị những cái gì và Kiên sẽ phát triển ra sao thì rất mong bạn và tất cả khán giả sẽ đón xem cái quá trình mà phát triển của Kiên. Vậy thì sau những nẻo đường gần xa thì dự định tiếp theo của bạn sẽ là gì? Sau những nẻo đường gần xa thì hiện tại Kiên đang muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hiện tại bên cơ quan cũng có đề xuất cho một vài dự án, nhưng mà Kiên đang thực sự đang muốn dành thời gian cho gia đình. Bởi vì cũng chưa có khoảng thời gian nào mà xa gia đình đến 6 tháng không gặp. Bố mẹ cũng gọi rất là nhiều. Mọi người có những hôm mà thực ra nó một cái câu chuyện khá xúc động. Có một hôm mà Kiên quay đến 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì mẹ Kiên có gọi. Bởi vì rất lâu thấy con trai cũng không gọi về. Vì là Kiên timeline một ngày cứ 5 giờ sáng dậy, xong rồi 11, 12 giờ đêm về nhà, thì không còn thời gian để dành cho bản thân nữa rồi, chứ không có gì người thân. Thì hôm đấy mẹ gọi đi, mẹ thấy vẫn đi làm thì mẹ khóc. Thế là Kiên mới hứa bảo là thôi, hết phim này con sẽ về với mẹ một tuần. Trước mắt là Kiên sẽ về khoảng 1-2 tuần về với gia đình. Sau đó mình nghiên cứu tiếp về việc là mình sẽ làm dự án nào hoặc là mình làm ở đâu. Vậy thì gia đình có ủng hộ bạn theo đuổi con đường nghệ thuật này hay không? Thời điểm đầu thì mọi người không hề ủng hộ. Mọi người phản ứng rất là gay gắt, bởi vì là gia đình nhà Kiên thì có truyền thống quân đội, 100% là đều là đảng viên. Thì cái ngày mà bố Kiên biết là Kiên làm diễn viên ấy, thì bố từ mặt luôn. Và sau đó là 7 năm sau, đến thời điểm mà Kiên làm xong cái phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến ấy, khi được nhận bằng khen của bộ, thì có vẻ là bố có gì đó ngầm chấp nhận. Và đến thì bây giờ thì hoàn toàn là rất là ủng hộ, và gần như là 100% ngày nào cũng vậy, cứ có tập nào ra là bố lại mang đi khoe. Khoe hết đồng nghiệp, khoe hết bạn bè, khoe hết hàng xóm. Thì kính nghĩ là đây là một thí độ rất là tốt đối với cá nhân Kiên, bởi vì là không đâu mà vững chắc, hậu phương vững chắc bằng gia đình mình cả. Có gia đình mình ủng hộ rồi thì mình cái gì mình cũng sẽ làm được. Xin cảm ơn Kiên Trần với những chia sẻ hết sức thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn có thêm nhiều vãi diễn đáng nhớ và nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn khán giả rất nhiều khi mà đã kiên nhẫn lắng nghe và quan sát cái buổi trò chuyện của cá nhân Kiên và bạn MC. Và rất là vui khi mà được ngồi đây. Và một lần nữa xin cảm ơn khán giả.